Chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì Đô xin chia sẻ một cái mẹo, đó là cách gỡ dây điện ra khi bị kẹt. Ok, các bạn cho nó qua đây nha. Đó, bây giờ cho xe vô đây. Ok, các bạn thấy không? Ok, các bạn bị lại, thấy không? Bị nè, đang lòn qua nha. Ok, các bạn thấy không? Đó, bây giờ rút ra nè, đó rất là đơn giản các bạn. Ok, tôi xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nha. Bye bye.